À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Music Shop Đắk Lắk xin giới thiệu với lại tất cả chúng ta một cái tambourine dành cho hi-hat của hãng Rimtech của Mỹ. Tambourine hi-hat này thì có một cái đặc điểm rất tiện lợi, nó có cái ngàm giữ và chúng ta sẽ đưa vào trong cái ti của hi-hat và di chuyển bất cứ lúc nào, chỉ việc bấm cái ngàm ở trên thôi. Đó, ra nó bấm ngàm này sẽ di chuyển bất cứ chỗ nào, và khi ta buông ra thì nó sẽ ngậm rất chắc, không bao giờ tuột được. Ok, thử coi sao.